Đây rồi, đây chứ đâu. Đâu? Đây, đây. Vào đi. Đi to đấy. Uầy, đây chưa mà. Bình tĩnh, bình tĩnh. À, xin chào các bác nha. Hôm nay anh em tôi lại dẫn các bác đi câu cá rô đồng. Hôm nay đi câu ít cá rô đồng về tối về nấu canh. Đây là vừa đào mấy cái lỗ, ở đây rất nhiều bèo, vừa đào hai cái lỗ đây để câu cá rô đồng. Làm tính cá rô đồng thì đây là cám gạo sống này. Các bạn dùng cám gạo sống và một chai nước bỗng rượu. Nhiều bác cứ hỏi nước bỗng rượu thì đây là cái nước mà sau khi là cái bã, sau khi đã nấu rượu xong ấy, bã cùng với là cái cơm gạo ấy, đấy nó là cái nước này. Thì chúng ta sẽ trộn hai thứ vào với nhau và ném xuống chỗ câu. Đấy, câu cá rô đồng nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và câu thì chúng ta sẽ dùng tôm thì chúng ta dùng cái loại tôm ươn ươn một chút đấy. Đây rồi, gì đây? Chết rồi, gì đây? Con, gì đây? Đâu rồi? Nước cước đây. Ừ. Gì đây? Ôi xong! Xong rồi. Về chưa? Xong ăn tôm à? Xong ăn tôm. Bọn em chưa đi câu rô hay là câu... Tầm vắt trên ngay. Làm muốn run đi. Thôi, bẫy đi. Đấy, bắt quẫy khéo quẫy mất gì đây? Con dậy. Các bác lưu ý khi câu cá rô đồng thì chúng ta phải chọn lấy độ 2-3 chỗ để câu. Câu cá rô đồng thì không câu liên tục một chỗ được. Úi dồi. Thưa cụ. Và đấy, đấy cái lưỡi này nó bám lăng hoàng không ra như toàn mất. Đây rồi. Úi dồi cụ chưa? Úi tội rồi. Bác dồ to chưa? Đấy, dồ đại tướng. Mẹ em bảo này, đi câu giếc ạ. Mà trước khi đi là người ta lấy củ giấy. Thì đúng rồi, đây là kiếm đâu củ giấy. Đúng là như thế à? Ừ, nó là ngứa mồm. Ấy, to thế. Úi chà, có gì đấy? Úi giếc. Úi trời ơi. Giếc. Rồi rồi. Rồi. Giếc bàn tay. Úi. Thế nhá. Ấy, ấy, ấy. Tha rồi. Mày hả bưởi? Con gì ấy? To thế. Úi mày hả bưởi? Con gì đấy? Chép. Ôi. Lên. Chú ăn. Không thấy. Ôi, chính có tí thiệt rồi kìa. Rồi.
Ui. Ôi mất rồi. Con lúc nãy to hơn con này nhiều. Động hết cả ổ. Hả mình à? Không. Hả? Không. Chắc to thế. Đấy, đấy, đấy. Của anh ấy đang tha kìa. Tha thôi. Ấy. Hai cần tha, 1 2 3. Cú lên chơi. Ôi giời. Đây con này to này. Tha thôi. Cua. Giời ơi ông này. Cắt chưa? Cua, cua. Trong cái trâu là vừa đó anh ơi. Đừng hành động. Sát thế. Quá tài. Ây da, ây da, tỏ đấy. Ừ, hai ông liền. Đây. Tiếp đi. Ôi trời ơi, mình thất bại. Đây này. Phải hàng không? À. Đây này chứ đâu. Đã, hàng, hàng, hàng. Cứ để đèn xuống thoáng tí, khoáng tí nó quay. Ôi trời ơi. Sam tô. Thế nó mới hay. Khoáng tí thế nó mới hay. Khoáng tí nó quay. Ôi trời ơi. Khoáng tí nó quay. Ôi trời ơi. Sam tô. Thế nó mới hay. Khoáng tí thế nó mới hay. Bởi vì nó nhảy nhảy tí nó mới quay nó mới đẹp. Ui trời ơi. Thôi lên đi. Lên. Mày mà để thế đi. Lên. Hết càng xóm rồi. Lên. Lên chú ơi. Nhảy hết cả rồi. Cố tình làm thế cho nó đẹp. Cũng to đấy. Cố tình cho nó đẹp thôi. Cũng được. À, cũng được thôi, nhưng đấy là cố tình thế cho đẹp. Nhảy cho nhảy xuống quay. Qua nhảy cho nó đẹp hơn. Nhảy Santo hay quá. Ừ, đấy, đẹp thôi. Ảnh với hàng xóm nhiều quá. Ảnh hưởng quá. Đây rồi. Đâu? Đấy. Được. Ui, to phết. Quay. Tư vất vất. Trong này. Đấy. Đứng dậy. Đây, cần thủ vườn lên được hàng đâu ha. Dậy. Cành đâu? Cành đâu? Đây này. Vật hộ cây. Sao hả? Đấy. Với nhóc cái que ra mà với kìa nhóc cái... Rồi được rồi. Đùa đâu. Con này đẹp thế. Đẹp chưa? Đẹp vãi. Béo thế rồi. Bác. Ghê à? Rồi quá ghê đấy. Con này mặc áo đỏ quá khác. Lại là cần thủ áo đỏ áo cam. Đây rồi. Quay, quay. Quay. Rồi lên. Lên chưa? Lên đi. Lấy vật. Dành mỏ mày mãi mới được. Đau tay quá. Đau tay quá. Tiếp. Mày đâu thế? Không có hay bánh tanh.
Chép cơ mà. Ừ. Hôm qua anh vắng tanh. Hôm qua anh nghỉ mà. Nên đây vắng. Hôm qua anh ấy ngồi câu toàn ở trên đấy mà toàn cái chiếc nhỏ luôn. À. Hàng không? Đây chứ đâu. Hàng không? Hàng không? Hàng không? Úi ôi nó lại tỏ đấy. Khá đấy. Vật 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 hộ cái. Em ở đấy anh đi vật. Ây à. À này khá. Ăn mồi đấy nhỉ. Không sao ăn không cần mình nhỉ. Ăn nãy giờ rồi. Bây giờ cần người ta ăn lại. Đem xem mồi nào. Đây rồi. Đây chứ đâu. Đâu. Đây. Đây. Vào đi. Tôi đi to quá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi, thành công. Cuối đời gặp. Đấy rồi. Ôi, rồi. Vật. Bao bao. Đang 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 ngủ. Đang đàn đàn. Thêm một con chép nữa rồi. Rồi bỏ ra. Đây một phút vào đây. Cân cân. Ui làm tặng ghê. Đây rồi. Chép con. Ai à? Cá. Cá. Lấy xô thả nước hợp lý không anh? Không nhanh một tí, không tranh thủ thì không kiếm được này còn. Ủa, gì đấy? Trời trời. Ôi tâm chạy ghê không kìa. Ở đấy có con cá thì chạy ghê không kìa. Vãi à. Đừng có đùa. Rùa vãi gà vãi. Xem con này có mắt không. Xa. Đùa ở đâu. Mớ khá khá. Đấy. Hay là chép to à? Chép tầm 4-5 cân. Ôi con này tối về rán quá. Ôi xin chào các bác nha. Hẹn các bác ở những video tiếp theo nhá. Xin chào các bác nha. Đấy. Đây tôi lấy một con này về rán cho ông con ăn.